Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web và 24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì mình lại tiếp tục đi solo squad thôi. Địa điểm mà ngày hôm nay mình muốn hướng tới đó chính là xung quanh cái khu vực biệt thự này đó, vì là nó cũng đầu đường bay, với lại nó cũng ít nhà, vậy nên là chắc chắn là sẽ có cực kỳ ít team xuống đây. Trên cái máy quét thì mình mới chỉ thấy có một bạn xuống đây, hai bạn rồi anh em ạ, cùng lắm thì cũng chỉ một team. Tại vì đa phần ấy, những cái người chơi thì người ta thường chọn những cái nơi khu vực đông nhà để có thể đủ lượng đồ để loot cho một team, nên là những khu vực này thường thì sẽ có rất là ít người xuống. Đâu rồi, mình đã phát hiện ra một thanh niên ngôi nhà phía trước mặt. Hướng này cũng đang có nhiều đồ này. Đó, bạn đang trong căn nhà trên đây. Xem có chạy xuống không nào. Một thanh niên vừa bắn nổ thùng xăng. Rồi, có lẽ là mình nên đi kiếm thêm đồ. Một thanh niên vừa chạy qua. Trên đồi cũng có một bạn nữa anh em ạ. Lượng đạn của mình thì không hề có nhiều. Paloma này. Một thanh niên bên ngoài. Này thì rình mò. Ok, mình vừa kiếm thêm được một chút đồ. Có luôn phóng lựu này anh em ơi. Quá ngon. Tạm thời thì mình sẽ bắn cây P90 và cây phóng lựu, vì là cây SK kia nó hết bắt đạn rồi, nên là mình có cố gắng thì cũng như không mà thôi. Ok, còn bạn nào nữa nhở? Đã thấy rồi. Châu đấy nhở. Một viên phóng lựu thì ăn một đống đạn P90 mà vẫn không chết. Bạn ấy chạy kịp vào căn nhà này rồi à? Có lẽ là mình sẽ tấn công luôn. Nào, bạn đang nấp ở đâu? Khi mà anh em gặp những cái tên địch ấy mà nó nấp ở trong những cái căn nhà như kiểu này thì tốt nhất là anh em nên chạy vòng xung quanh để tìm xem là vị trí của bạn nó đang ở đâu nhá. Chứ anh em đừng có sòng sọc lao vào mà thanh niên kia đang cầm shotgun hoặc là đang cầm MP40 là anh em xác định đi luôn đấy. Đối với những căn nhà mà một tầng nhiều cửa sổ thì anh em nên làm như vậy. Ok, liêng. Có vẻ như là cái team này có 3 người. Mình mới giết có 3 người mà 3 người đều chết cả. Có lại cây SK. Anh em có biết là cái cây SK thần tình yêu này nó đã được tăng thêm 2 vạch tốc độ bắn không? Vậy nên đây có thể nói là một cây MP40 tầm xa anh em ạ. Bắn nhanh kinh hồn luôn. Mình chưa thấy cái khẩu súng nào mà nó được gọi là súng trường mà bắn nhanh như cây SK thần tình yêu này. Ok, loot đồ thôi. Có luôn cây MP40 kìa anh em ơi. Đợi chút mình ăn tăng giáp xong thì mình sẽ lát mình sẽ nhặt sau. À, không chết à? Cuối cùng cũng gục. Gạt giò luôn. MP40 này. Mình đang muốn nhặt cái ba lô ba nhưng mà nó cứ vướng cái thiết bị tăng giáp anh em ơi. À, công mình nhỉ. Này thì công này. Công này. Ok, bơm máu đã. Bây giờ cứ bắn gục là gạt giò luôn. Gạt giò xong thì bơm máu rồi mới ra loot đồ sau. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm xương máu của mình đấy. Đừng loot đồ khi mà máu chưa đầy, trừ trường hợp là không còn máu.
còn không thì cứ bơm đầy máu lên xong ra lúc đồ sau cũng được. Đồ nó đâu mất đi đâu đâu mà cứ phải vội vàng đúng không? Rồi, bạn đã hết đồ. Làm gì đấy thanh niên? Ngáo ngơ. Bạn kia bạn ấy như kiểu bị làm sao ấy anh em ạ. Cứ ngơ ngơ hết cả người ra. Mình sẽ chuyển sang bắn cây Pharmat giả kim của chúng ta. Cây súng Pharmat giả kim này thì nó tăng 2 vạch độ chính xác và tăng thêm 1 vạch sát thương, cũng như là giảm đi 1 vạch băng đạn. Đó, mà mình nghĩ là cái băng đạn thì nó không quan trọng đâu, chủ yếu là sát thương với lại tốc độ bắn thôi. Nhiều anh em bảo là cây này bắn không giật, bắn rất là sướng, tại vì là nó giảm tới 2 vạch độ chính xác liền. Ý quên, nó tăng 2 vạch độ chính xác. Và cái độ chính xác là cái gì? Thì độ chính xác đó chính là giảm giật của chúng ta. Độ chính xác mà càng tăng cao thì súng sẽ được giảm giật càng nhiều. Nhưng mà mình không biết là khi mà mình đang đeo cái tay cầm 3 vào rồi thì cái cây súng này nó có còn giảm giật tốt hay không. Bình thường thì như anh em đã nói rồi đấy, chỉ cần đeo cái tay cầm 1 vào cái cây Pharmat này thôi là bắn như tay cầm 3 rồi. Vậy chẳng nhẽ đeo tay cầm 3 vào thì nó có bắn lên tay cầm 5 hay không, hay là cũng chỉ như là tay cầm 3 bình thường. Mà trong game của chúng ta thì tối đa chỉ có cái tay cầm 3 thôi mà, đúng không? Mình sẽ đi trải nghiệm cho anh em và anh em có thể quan sát để xem là cái skin này lợi hơn hay là skin Pharmat vũ trụ lợi hơn nha. Ở cái video lần trước ấy thì mình đã gọi là chứng minh rằng là cái cây Pharmat vũ trụ nó ngon hơn. Vậy thì trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ đi trải nghiệm luôn để anh em cảm nhận xem là cái nào ngon hơn nhá. Cây Pharmat vũ trụ của chúng ta ấy thì có thêm 2 vạch tầm xa. Ý lộn, 1 vạch tầm xa và 2 vạch sát thương. Nhưng mà cây Pharmat vũ trụ ấy nó phải thật sự mạnh khi mà anh em phải có cái giá đỡ súng hoặc là cái tay cầm 3 thì mới phát huy được toàn bộ sức mạnh được. Còn đối với cây Pharmat giả kim này thì anh em chỉ cần cái tay cầm 1 thôi là đã có thể phát huy được cái sức mạnh của cái cây Pharmat rồi. Nhưng mà cuối game ấy thì kiểu gì anh em chả nhặt được giá đỡ súng hoặc là tay cầm 3 đúng không? Vậy nên là mình nghĩ cây Pharmat vũ trụ vẫn là cây ngon hơn. Cây Pharmat giả kim này ấy chỉ ngon khi mà có tay cầm 1 hoặc tay cầm 2 hoặc là chưa có tay cầm thôi. Còn nếu mà để có tay cầm 3 và giá đỡ súng vào rồi ấy, thì cây Pharmat vũ trụ ăn đất luôn. Mà mình thấy thường anh em ấy muốn bắn được Pharmat thì thường mọi người phải có một cái giá đỡ súng hoặc một cái tay cầm 3. Chứ còn bình thường thì ít khi mà mình thấy ai đó mà cầm tay cầm 1 mà lại bắn Pharmat được cả. Ok, hiện tại thì trên bản đồ chúng ta chỉ cần có 18 người. Đầu bây giờ thì mình cũng chỉ gặp được 2 team ban đầu kia và cũng chưa được bắn thử cây này. Nãy giờ chưa hề gặp team nào. Đây rồi, con xe quân đội. Wow, bắn từng ấy mà không sao anh em ạ. Một bé gãy giò, hai bé mình sẽ gạt giò luôn. Ba bé ra mà cứu. Như vậy là sau căn nhà gà còn hai người. Ban nãy mình bắn gục một thanh niên, với lại mình vừa mới thấy cái một thanh niên lòi cái mặt ra xong. Mình cần phải loot đồ đã anh em ơi. Ồ, mất tầm nhìn rồi. Hơi buồn anh em ạ. Thanh niên đi con xe mô tô mất tầm nhìn rồi. Hay là cái team này chỉ còn có mỗi một người nhỉ? Băng đạn 3 này, bom keo rất nhiều. Phía nhà gà vẫn còn người. Đã gục. Đồng đội của bạn đâu? Không hề có ý định gọi là
có đồng đội ra cứu. Vậy nên là kệ bạn ấy thôi. Anh em thấy không? Mình bắn cái cây pha mát giả kim này ấy, thì cảm giác nó vẫn như là cái cây pha mát vũ trụ thôi. Nhưng mà đam của nó thì lại không to bằng cây pha mát vũ trụ anh em ạ. Một thanh niên đang lấp ló này, bay đầu, đồng nghĩa việc là clear luôn. Đi đâu hả bạn? Liên tục là một team đã bị clear. Thanh niên cuối cùng của cái team nào đó lái con xe quân đội đã bị mình bắn hạ rồi. Đó, sau khi mà bắn từ nãy giờ cây pha mát này thì anh em thấy cảm nhận thế nào? Bây giờ thì mình có tay cầm 3 rồi này. Về cái ngoại hình ấy thì mình vẫn ưng cái cây pha mát vũ trụ hơn. Tại vì cái cây này mình nhìn thấy nó cứ bụi bụi, xong rồi nó cứ mờ mờ ảo ảo, nó nhìn nó không sướng bằng cái cây kia anh em ạ. Tăng giáp kìa. Nhưng mà mình đâu có cần tăng giáp nữa đâu. Mình giáp trắng rồi mà. Rất nhiều đồ ngon. Ok, mình sẽ ra mình loot nốt mấy cái đồ của thanh niên đi con xe quân đội. Hay bỏ ta? Bỏ anh em ạ. Hơi xa, có lẽ là mình nên bỏ thôi. Đằng nào bỏ cũng thua rồi. Với lại đồ thì mình cũng không cần thiết quá nhiều. Mình đã đủ những cái món đồ gọi là trấn phái cho cái cây pha mát. Chỉ thiếu mỗi cái nòng giảm thanh nữa là ok. Nhưng thôi, tại vì cái cây này nó đang bắn, nó thiếu đam, mình nghĩ là cái nòng 3 sẽ hợp lý hơn. Đâu rồi? Wow, có tới 2 team gọi thính liền. Hiện tại thì trên bản đồ chúng ta chỉ còn có 9 người, mà mình thấy có 2 nơi gọi thính. Nếu mà trừ mình ra là còn 8 người, chẳng nhẽ là còn 2 team tròn 4 người chăng? Bên phía cái tròi kia thì có tới 2 gọi thính kìa. À, có người bắn luôn rồi. Tường băng nó được ném ra, nhưng mình sẽ bào luôn cái tường băng luôn. Mà từ đã anh em ạ, bom bắt đầu rơi. Mình cần phải rời khỏi cái khu vực bom rơi. Anh em cũng biết rồi đấy, số mình đen lắm. Cứ đi vào bom là kiểu gì bom rơi trúng đầu. Thế mới lạ chứ lị. Mình sẽ đi vòng để móc mấy thanh niên ở chỗ tường băng. Vừa có ai đó đã bị chết bởi vòng bom. Mình vừa thấy ai bị hạ kìa. Đâu rồi? Thanh niên ở cái tường băng đâu rồi? Chạy à? Một cái đầu. Ok, clear. Tiếp tục là một team nữa bị clear anh em ạ. Như vậy là chúng ta chỉ còn 6 người. Trừ mình ra là còn 5 người. Và ban nãy thì mình có thấy 2 gọi chính ở bên kia. Như vậy là có thể là sẽ là 2 team lẻ đây. Nhưng mà tính sau đi. Bây giờ là mình phải bơi qua sông. Hy vọng là không có team nào thấy mình trong cái giai đoạn mà mình đang bơi qua sông thế này. 3 2 1 Ok. Sống rồi. À, phía sau còn người. Đã gục. Sai lầm khi mà đứng bên bờ sông bắn mình. Bây giờ thì có trời cứu được bạn đó. Có một bạn thì ở dưới bến thuyền nữa cơ. Một viên vào đầu. Ok, clear. Như vậy là tiếp tục một team nữa đã bị clear. Chúng ta chỉ còn 3 người mà thôi. Nếu vậy thì hai cái thanh niên gọi thính ở cái chòi đâu?
Và ban nãy thì mình có thấy là ở phía xa xa cũng có một thanh niên nữa cơ. Vừa có một bạn chạy qua nhà kho. À, một team hai người anh em ạ. Một bé. Ok. Như vậy là mình đã gạt dò được một thanh niên. Bay đầu nhớ cưng. Rồi, easy rồi. Cứu này. Xong. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nhá. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.